Xin chào tất cả các bạn, xin chào các bạn. Tôi Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này có anh Lợi các bạn ạ. Hiện tại hai anh em chúng tôi đang trên đường vào nhà anh Đại ở khu vực chỗ đấy ở đâu anh nhỉ? Anh Đại vừa Diễn Vạn, Diễn Sơn. À, anh ở Diễn Châu, Nghệ An các bạn nhá. Thì hiện tại hai anh em chúng tôi trên đường vào để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà vườn mái thái các bạn ạ. Thì anh Đại đang ở bên nước ngoài nhưng mà theo dõi công ty tôi từ lâu, nên là anh muốn chúng tôi thiết kế cho anh một ngôi nhà mà anh muốn mơ ước nhé. Mời quý vị các bạn nhé. Ừ, xin chào các bạn, xin chào các bạn. Tôi Luân đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì tôi đang đứng ở khu đất của nhà anh Đại ở trong khu vực Diễn Châu, Thanh Hóa các bạn nhé. Ấy thì cái miếng đất này nhìn về hướng bên này là 285 độ Tây Bắc. Đấy. Thì nước ở đây, nước đã trôn vào các cái đường này đúng không anh nha? Anh Trường, em của anh Đại. Đấy. Đấy các bạn nha. Thổ đất này rất là sâu. Và anh chị đang của anh thì thấy chị bảo là đang quyết định làm giống như nhà anh Linh ở khu vực Hòa Thạch, Quốc Oai, Thanh Hóa, Hà Nội cũng của công ty mình thiết kế. Đấy, một cái mẫu nhà nhưng mà công năng ấy thì phải liên hệ với anh Đại bên nước ngoài các bạn nhá. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, điện kia. À, điện góc kia. Anh ơi thì cái nhà mình này sau này nước thải thải đâu nhỉ? Nước thải đi tự ngập thôi đúng không? Cứ cứ để tới đằng sau thôi đúng không? Nhá. Đấy các bạn nhá. Giờ chưa có khu vực nước thải này. Đấy, đây chưa có đường ống đúng không anh? Chưa có đường. Nhưng mà tương lai là sẽ có đường ống. Tương lai là sẽ có đường nước thải đúng không? Đấy. Còn cái nền đất này là cái nền ruộng này này, cái nền ở đây này là cái nền mà anh đã lấp được cái ao sâu khoảng 1 mét, đã lấp được khoảng 10 năm nay rồi đúng không anh? Đấy. Các bạn lưu ý nhá. Các bạn xin chào, hẹn gặp lại.